Nhớ gì cả mắc khăn gì lâu không? Không. Cái gì cả mắc khăn gì lâu gì đó. Ừ. Chị không lo điện thoại Ừ. à? Nhớ tao lấy cái khăn, hình như lấy cái khăn cái đi lấy cái ghế cho lấy cái không lau á. Sao cái đèn này hả? Rồi có cây hay gì? Ngắn sao cái đó. Mày nói là cái cây trong góc nó tao không biết. Nè. Cái cây trong góc nó là tao không biết. Đó, yên cây mới chứ kìa chị. Ta trong góc cửa còn mày trong góc kia. Lì cho đi. Mày cái đó. Điều mở được không? Cúng lại được không? Mở chị. Ừ, cái đó hầu nó vô, nó cũng vô vậy mà. Từ láp nữa. Điếc sợ. Không phải khó đi. Đau cú nè. À, cầm được không? Anh cầm được không? Được. Có gì xô, biết có gì xô nữa. Sao chị? Trong xe Út có mà. Lấy chìa khóa trong xe Út treo đó nha. Cái gì chị đóng cửa như này? Không. Rồi. Út. Út chưa cuối mà hôm qua thì bé Trinh gửi tiền rồi. Bé Trinh á. Bé Trinh bỏ quá nè, bé đi nhỏ. Bé Trinh mập á. À, không đi à? Không đi được do nó cắn đóng cuối chị chồng á. Em trả thảo đó đi. Ừ, bữa nay con thư qua gửi rồi. Dạo nó không đi lên đi. Ừ. Chưa tới ngày cuối mà họ gửi tiền đi. Hai tới có cái gì cũng nha. Dạ. Đi được không? Dạ. Không được rồi. Ở tiền đã hai đi. Chắc là mua chuột. Thật ra anh cầm gì không mà tụi em bị cắm hết rồi đúng không? Thì chắc hết. Gõ tới là làm. Thôi gì đây. Đi môi đâu đi, bọn nó kéo rồi bắt băng mồi nhậu rồi đâu. Bà dạ. Nhậu được không? Nhậu vẫn được, chờ ông mặc lưới xong ra đi nhậu với tôi. Chấp hai ba luôn đó. Mua vé lên tiền chỗ tiền tiền chỗ nào anh nè. Đồ nướng thì nó ngon. Dắt thì dắt đôi ngày tao dắt tiếp nữa. Dắt chồng mấy hả? Dắt mấy rồi á. Mà là mi với ông còn á. Mà là mi là nói chị Ly. Bây giờ tôi tập mi á. Dắt thì dắt cả đôi, dắt chiếc, dắt một người á. Bây giờ nói gì ạ? Ừ, cầm gì mút á. Dắt một người là dắt lên ta. Đủ. Cứ cạp nữa hả? Ừ. Cạp luôn hả? Ừ. Cạp cái gì đó. Một tuổi nó đeo cạnh học từ hôm nay vậy. Cái da nó đâu rồi? Anh có sàn nha. Ừ. Chuẩn bị trước bà ơi. Ừ, cảm ơn anh. Rồi từ đây mình rõ nhau rồi đi ngay. Mai là định hạt hai vợ chồng hạt ba chứ. Đuổi cách chị hay là ta hốt còn ra đỡ chứ cho được, thì đó thì ta hết cầu ra đỡ còn ấy còn ống thì thôi luôn ống có độc à. Vô đi Hương ơi, khách Hương ơi, ống có độc chứ hát kìa. Cái bầu cái da nó xạm xuống này như này. Ừ. Này nhiều người không có mũi.
bụng á, tới hồi có bầu trổ ra dễ sợ luôn á. Sợ bao nhiêu không? Đầu của con của chị hồi trước chuẩn không mụn gì trơn, da nó buồn, tới hồi có bầu có mũi to, mà mụn to là mụn nguyên nó ghê chứ. Nó mụn dễ sợ. Nếu mà được có thằng đỡ nghe hắn không trị gì hết trơn á, mà tới hồi nó sinh xong cứ lấy nước từ nó thấy á, ừ cứ xoa rồi đó mà tự nát này, mà đang không bị hư không bị rỗ rồi ta, mà đang tự hết ta. Nó lại mụn viêm mà ra đây. Viêm viêm nhẹ chứ không có phải viêm nặng mà nó ăn sao vô trong thịt. Vì mấy đứa là để hoại tử luôn. Ở ngoài này không thấy chi với về nhà cái bắt đầu rộn rộn rồi. Có sợ về nhà mấy không? Có sợ về nhà, về nhà xuống gì bắt ngủ. Ở ngoài này dễ ngủ. Nếu mình lo xong hết rồi nên cũng không lo nữa. Nó đủ tiền ta cắt đâu rồi bạn? Cái đem cái máy hút mụn xuống dưới này đây. Mình cách nào dùng máy nó gọn khỏe hơn hay lon tròn riêng một cái đó. Nhưng mà bạn riêng mới tanh luôn. Thì cục đó mình đi kiếm miếng đó. Như lôi đồ ra mới thấy đó, chứ hồi nó đâu thấy đâu. Nằm dưới. Ủa hồi xưa mình ở bên kia mình làm gì có dùng quạt treo tường mà làm cắp cái quạt đó ta? Nó có chi hết trơn. Chẳng mua nữa nè. Gì mà bị xóa anh à. Bên một bóng kiến mà không dùng quạt treo tường. Ở dưới nhà. Trên lầu không có đúng không? Có dưới nhà thôi phải. Dưới nhà với lại chỗ phòng không ăn. Mày thì chú gù đào. Ừ, chú gù đào đó. Nó thì tính năm quay. Mình ở nhà mình làm chi mấy cái đó? Mình cần cái máy xông hơi, mấy cái đèn ngon. Máy xông hơi trong mềm da mình nặng. Máy xông hơi cũng chẳng cần. Chẳng qua có trong các thủ tục. Máy xông hơi đỡ đau hơn. Còn cảm giác đã da hơn. Thì nó có. Mình nói về nhà kiểu như mình hay làm thì mình lấy tiền, còn cái mình về lâu á còn mình cho không. Mấy đứa xí tiền đâu rồi? Mấy đứa xí tiền đâu rồi? Mình cho chưa đủ gì tám luôn mấy người. Thank you.